bữa nay là ngày thứ sáu thứ bảy rồi mình qua mà mình vô bờ, cho nên là từ bữa đi tới giờ là rau đi là không kẹo ra, cho nên là nhìn rất là già đó. Quay cảnh chân thật của mình cho anh em xem lúc ở nhà như thế nào, lúc đi làm như thế nào nha anh em. Mình đang đi vào khu vực chợ Kè Ná, bữa nay mình sẽ vào chợ và mua rau. Bây giờ là khoảng tầm 11 giờ kém rồi, cũng rất là buồn, nhưng mà mình sẽ lên chợ mình mua ít rau cỏ cho anh em xem. Vâng. Vô bấm bố về đi biển xem nha. Giờ con mua gì? Giờ con mua cái chanh. Ủa, mua con trái thôi hả? Dạ, mua cái chanh về cúng rồi đầy tháng em con. Ồ vậy hả? 1 ký hả? Dạ. 1 ký chanh hả? Em mua con trái à? Mua con trái chanh nè. Nhà ở gần đây không? Đất ngõ anh cổng gì à? Nhà ở gần á. À. Gần em đi bộ chừng 2 lớp là tới à. Ờ ok. Giỏi vậy không? Đây, chào anh em, bữa nay mình đang có mặt tại chợ Kè Ná. Chợ Kè Ná thuộc xã Kè Ná, tỉnh Ninh Thuận. Đây mình ghé gian hàng rau của cái chị hay quen này, mình mua một ít rau. Bởi vì ghe thu mua hay vô bờ cho nên là mình không có trữ rau nhiều để mua đồ tươi. Chúng ta dùng hết 4-5 ngày chúng ta mua tiếp. Đây. Chủ yếu lấy rau nấu chua chị. Dạ. Đây gian hàng rau của chị thì ở đầu chợ luôn. Đi vào gặp gian hàng rau của chị liền. Chị bán tươi và ở cái khu vực này nó rất là tiện. Chúng ta mua chúng ta đi ra lại, không phải vô trong cái gian hàng chợ thì ở đối diện phía bên kia. Đây bên này có mấy cái gian hàng ăn sáng nè. Đấy, phía bên kia là gian hàng chợ đó nè. Mè thơm. Lấy trái thơm như thêm ít kè nữa chị. Chanh. Ký chanh này. Thì bữa nay dưa leo loại này không có dưa chuột hả? Dạ. Này lấy này lấy 1 ký dưa leo luôn. Cá chị có mua giùm ghè, ai được mua giùm em con này. Con à. Đây gian hàng rau của chị đây, rất là tươi. Rau đủ loại. Nói chung là trong cái chợ mà gọi là chợ xã thì rau như thế này còn gọi là phong phú nha anh em. Bây giờ mình sẽ cùng anh em đi vào trong khu vực chợ chính. Đây, chúng ta sẽ đi vào chợ chính. Bây giờ mình tới chợ lúc 10 giờ rưỡi, 11 giờ trưa rồi, cho nên là chợ rất là vắng người. Nhưng mà những cái gian hàng về trái cây hay là đồ ăn thức uống thì còn rất là nhiều. Này có bông cúng nữa nè. À, chào chị. Bây giờ trưa rồi nó ít người. Trái cây. Đây gian hàng trái cây của mấy chị ở trong chợ. Đây là cái vựa trái cây của ở trong sạp chợ. Nói chung ở trong sạp chợ thì bán trái cây nó tươi hơn ở bên ngoài, cho nên là anh chị nào có đi biển vô trong Kè Ná thì vào trong sạp chợ mua. Đây có chữ thu trái cây. Trái cây đa dạng, có số điện thoại ai cần là gọi chị mang xuống. Bây giờ mình vô tới đây là lúc 11 giờ kém, cho nên là cũng dọn hàng đi nhiều rồi, cho gian trái cây của chị là trải dài nguyên cái bàn đây. Đấy. Rất là rộng, nhiều, đa dạng. Này có bông cúng nữa nè, bông đẹp. Đấy.
Anh chị bạn này chúng ta đi biển vô Cà Ná thì ghé gian hàng trái cây của chị Thu. Đây, quay nhan sắc của chị Thu luôn nha, má đem xem. Chị Thu này hả? À, này chị của chị Thu. Nhan sắc chị Thu bị ấy rồi. Này mấy cái gian hàng này là bây giờ gần 11 giờ cho nên họ cũng dọn hàng hết rồi. Bên này cả gian hàng rau nè, bán cũng rất là đa dạng nhưng mà giờ trưa quá cho nên bán cũng lọt hàng rồi. Đây dọc theo cái mé cạnh phía bên này là cũng là gian hàng rau luôn. Gian hàng rau ở trong sạp chợ. Rồi trong khuôn viên chợ thì có bao nhiêu đó thôi anh em. Bây giờ mình đi ra bên ngoài, mình đi thẳng xuống nghe chỗ cái gian hàng rau lúc nãy mình mua. Đó, sáng thì dọc hai bên này thì các cái đồ gì gọi là các cái đồ gì son nầu niêu son chảo bày bán cũng rất là nhiều. Có mấy cái gian hàng đồ ăn sáng. Này cả gian hàng chị bán bánh mì, chị nhờ quay giùm gian hàng của chị xíu. Đi quay lại cái gian hàng rau của mình lúc nãy. Có kè với thơm được rồi, lấy thêm ít sẻ xay nữa, ít sẻ xay nữa nấu kè. Lấy vừa đủ nóng con. Bí hành tây. Sạp mình là bán cả ngày luôn hả chị? À, bán khoảng 1 giờ chiều là sớ là nghỉ nha anh em. À, chị bán tới 1 giờ chiều nhưng mà anh em nào đi biển vô trở thì điện thoại cho chị thì chị sẽ lấy và mang xuống cho mình luôn. Mang xuống cảng cho mình luôn. Dạ khỏi chị, khỏi.